Đỉnh, bố vô tình chụp vội con gái vài bức nhưng bất ngờ hóa thành bộ ảnh siêu chất khiến ai nấy trầm trồ. Bạn nào ở đây mà thường có suy nghĩ phụ huynh chụp hình không đẹp thì nghĩ lại đi nhá. Phụ huynh thì cũng có phụ huynh dít, phụ huynh rát. Người đã có con mắt nghệ thuật thì đôi khi chỉ cần giơ máy lên vu vơ cũng cho ra siêu phẩm. Giống như câu chuyện của một cô gái nọ. Sau khi đăng vài bức hình mà bố mình chụp vu vơ khi cô đang mải mê ngắm bể cá của bố thì đã ngay lập tức nhận về bão tim, bão like vì quá đỉnh. Ánh mắt, thần thái, sống mũi cao và layout make up cứ như bước ra từ bộ ảnh của nghệ nào đó. Đến cả mấy con cá lượn lờ bơi lội hay vài vết bẩn trên thành kính cũng vô cùng hợp tác, tạo nên hiệu ứng đỉnh chóp đến kỳ lạ. Nói đi cũng phải nói lại, cô gái cũng sở hữu nhan sắc rất ư là hút mắt với những đường nét nổi bật. Nhìn con gái mà tò mò nhan sắc của ông bố quá, nhiếp ảnh chính của bộ ảnh này nhỉ? Nhà ai có bể cá thì cứ thử chạy ra ngay để check in cùng mấy em ý xem nào, biết đâu lại được siêu phẩm thì sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày các bạn nhé.